Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các một dòng xe Mountain Bike đến từ thương hiệu của Gian. Và hôm nay là chiếc Gian ATX 860 27,5 các bác nhé, vành 27,5. Xe được trang bị group của một DOJ. Và hôm nay chiếc xe này về em đánh giá là cực mới luôn nhé, rất là mới. Giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu là màu ghi đen, không một vết xước các bác nhé, rất là mới. Trên máy quay đây là các bạn, em sẽ quay tổng thể chiếc xe 860 ATX 860. Điểm nhấn là chữ Gian và chữ ATX màu trắng trên khung xe các bác nhé, rõ thương hiệu đây, chữ ATX in chìm. Mẫu xe này trước đây em đã cũng về một hai lần, vành 27,5 rất là hot các bác nhé. Chiếc xe này đồ đều em đánh giá là nguyên zin, cầu in của Gian. Xe có giữ được bộ lốp rất mới các bác nhé, bộ lốp của hãng Gian luôn, 27,5 x 1,95, cỡ vành 27,5 và cỡ lốp là 1,95. Với chiếc xe này người dùng trước chỉ đi lướt thôi, lướt một vài lần xong rồi nên đời xe là bán, nên độ mới chiếc xe gần như là tuyệt đối. Với bộ vành, có thể vành của Gian các bác nhé, vành nguyên zin của xe đấy. Mười tầng lít rất là mới. Lip và xích còn rất là mới. Gạt đĩa của Shimano DOJ đây, đùi đĩa 3 tầng. Đi cùng với thương hiệu Gian thì là bộ khung của Aluix. Aluix các bác nhé, Aluix 275. Cho bộ khung siêu nhẹ bền, đây công nghệ nhôm, làm nhôm rất là nổi tiếng trên thế giới thôi, đặc biệt của thương hiệu Gian. Yên rất là êm các bác nhé. Xe đi dây âm sườn. Phía bên trên phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Gian. Cùng với khóa sóc hành trình trên tay, giúp các bác đổ đèo leo núi thì không phải cúi xuống để khóa sóc, tránh những nguy hiểm không đáng có. Khóa trên tay luôn, rất là tiện dụng. Với 10 tầng lít thì xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano DOJ, 10 tốc độ bấm và 3 tầng bên đĩa cho xe 30 tốc độ các bác thay đổi. Phanh dầu thủy lực của Techo, phanh dầu thủy lực. Đây giảm xóc của xe. Đây là lốp trước các nhá, nguyên một cặp lốp của Gian, sử dụng rất ít, gai cũng còn nguyên, hầu như chưa mòn tí gì cả. Và vành 275 của hãng Gian luôn. Xe có size S. Bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe có size 43, ngang 52 các bác nhé, 1m6 đến 1m7 vừa chiếc xe này, là size S của hãng Gian. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Với 10 tầng lip rất là mới, lên lip và tất cả bộ chuyển động đều của DOJ. Vâng,
như các bác thấy chuyển động rất là tốt các nhé. Bên tay phải một đùi đĩa 3 tầng, gạt đĩa của DOJ xuống đĩa, lên đĩa. Xe rất là chất lượng và mới, cấu hình cũng rất tốt. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Jam ATX 860, một dòng địa hình mới nhất về tại cửa hàng em. Chiếc xe được trang bị cấu hình của DOJ và đây là một chiếc xe cực mới các nhé, tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 10.500.000 miễn phí ship toàn quốc, được Vinfast chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Quan tâm nhắn tin Zalo 0975709913 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.